Cảm ơn chị Nguyên, cảm ơn những cái lời giới thiệu có phần khá là ưu ái của chị Nguyên. Cảm ơn Visum, cảm ơn công ty Samsung An Việt đã tạo điều kiện cho tôi hôm nay có mặt ở đây để trao đổi với các anh chị đồng nghiệp về một cái chủ đề cũng khá là thường gặp trong cái thực tế lâm sàng chẩn đoán các cái bất thường của hệ thần kinh trung ương trước sinh. Đấy chính là các cái bất thường của quá trình hình thành và phát triển vào não. Trong cái khuôn khổ bài hôm nay thì tôi xin phép được đề cập đến việc tiếp cận các cái bất thường này từ siêu âm cho đến cộng hưởng từ. Vỏ não thì nó đóng một vai trò khá là quan trọng trong trí nhớ, cái sự chú ý, tri giác, nhận thức, ngôn ngữ cũng như là ý thức của con người. Các cái bất thường vỏ não ngày càng được chứng minh là nguyên nhân chính gây nên các bệnh lý như là động kinh, chậm phát triển trí tuệ và các cái rối loạn thần kinh vận động khác. Các cái bất thường này thì nó có thể xảy ra ở các cái giai đoạn khác nhau của thời kỳ phôi thai. Và siêu âm và đặc biệt là cộng hưởng từ đó là một cái công cụ khá là hữu hiệu để giúp cho việc chẩn đoán trước sinh cũng như phân loại các cái bất thường này. Trước khi đi vào các cái bất thường thì tôi xin đi qua cái phần phôi thai. Quá trình hình thành vỏ não thì diễn ra theo một cái lộ trình chính xác, có thể chia ra làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tăng sinh tế bào thần kinh, giai đoạn tiếp theo là giai đoạn di trú của tế bào thần kinh, và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tổ chức vỏ não, hay còn gọi là giai đoạn sau di trú. Ở giai đoạn tăng sinh tế bào thần kinh, giai đoạn này sẽ bắt đầu vào khoảng tuần thứ 5 cho đến tuần thứ 6 của thai kỳ, và nó kết thúc vào khoảng tuần thứ 22 cho đến tuần thứ 25 của thai kỳ. Ở trong giai đoạn này thì các tế bào gốc phôi thai vạn năng sẽ biệt hóa thành các tế bào thần kinh đa năng, sau đó thì các tế bào gốc thần kinh đa năng sẽ biệt hóa tiếp thành các tế bào tiền thân thần kinh và các tế bào tiền thân đệm. Các tế bào tiền thân thần kinh sẽ biệt hóa tiếp tục thành các tế bào thần kinh chuyên biệt khác nhau, còn các tế bào thần kinh tiền thân đệm sẽ biệt hóa thành các tế bào đệm khác nhau, như là tế bào ít răng hoặc tế bào hình sao. Ở giai đoạn di trú của tế bào thần kinh, giai đoạn này thì bắt đầu vào khoảng tuần thứ 5 cho đến tuần thứ 6 của thai kỳ, có nghĩa là sau khi những tế bào thần kinh đầu tiên được hình thành thì nó đã bắt đầu thực hiện cái sự di trú của nó rồi. Cái sự di trú này sẽ mạnh nhất vào khoảng tháng thứ 3 cho đến tháng thứ 5 của thai kỳ, và nó kết thúc vào khoảng tuần thứ 30 cho đến tuần thứ 35 của thai kỳ. Ở giai đoạn này thì các tế bào thần kinh sẽ từ các cái trung khu thần kinh đi ra ngoài vỏ não. Cái cách di chuyển phổ biến nhất là cái cách di chuyển dọc theo trục của các tế bào thần kinh đệm như hình con rắn như thế này. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tổ chức vỏ não, hay còn gọi là giai đoạn sau di trú. Giai đoạn này sẽ tạo thành vỏ não bình thường gồm 6 lớp bề mặt tế bào. Cái tiến trình tổ chức vỏ não này thì nó liên quan rất là mật thiết về quá trình hình thành các rãnh cuộn não và hồi não. Để dễ tưởng tượng thì các anh chị có thể thấy, ví dụ ở cái hình ảnh của não ở cái tuần thứ 19 thì các cái rãnh cuộn não nó còn rất là đơn sơ. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là hình ảnh của rãnh sinus, và phía trước đây là hình ảnh của rãnh trung tâm, nó chỉ như một cái ấn lõm rất là nhẹ ở đây thôi. Cho đến tuần thứ 24 thì các rãnh cuộn não đã hình thành được nhiều hơn. Ngoài rãnh trung tâm thì chúng ta đã có thể thấy được rãnh trước trung tâm, rãnh sau trung tâm, rãnh sinus đã phát triển sâu hơn và bắt đầu đóng dần lại, và ở đây có thể nhìn thấy được rãnh thái dương trên. Cuối cùng là cho đến tuần thứ 36, có nghĩa là ở cái thời điểm mà gần như là chỉ còn 2-3 tuần nữa là em bé có thể sanh rồi, thì các cái rãnh cuộn não ngày càng hoàn chỉnh hơn. Còn đây là cái hình ảnh miễn dịch hình quang, nó cho phép chúng ta thấy được cái 6 lớp vỏ não. 6 lớp vỏ não này được phân bố với các cái loại tế bào khác nhau theo từng lớp và có cái chức năng khác nhau. Tuy nhiên, như tôi đã trình bày ở trên thì cái 6 lớp vỏ não này nó chỉ là phân biệt về mặt tế bào thôi, và chúng ta không thể quan sát được bằng mắt thường. Tuy nhiên, còn một cái khái niệm khác mà nó liên quan đến vỏ não, mà nó gắn với cái thực tế lâm sàng hàng ngày, cái công việc hàng ngày của chúng ta hơn, đó là cái khái niệm các cái lớp vỏ não tạm thời. Người ta thấy là các cái đợt di trú của các tế bào thần kinh sẽ tạo nên các lớp vỏ não tạm thời. Các lớp vỏ não tạm thời này đi từ ngoài vào trong thì có 5 lớp như sau. Thứ nhất là tấm vỏ, thứ hai là lớp dưới tấm, thứ ba là lớp trung gian, sau đó là lớp cạnh não thất, và cuối cùng là phần lồi hạch. 5 cái lớp vỏ não này tạm thời này thì đều có thể nhìn thấy được ở trên siêu âm cũng như là trên cổng từ. Tất nhiên là phải với một cái máy siêu âm có chất lượng đủ tốt, và với một bác sĩ mà có thể có cái trình độ siêu âm thần kinh cũng khá là tốt. Ở đây là trên hình ảnh coronal các cái lớp cắt từ trước ra sau. Đi từ trước ra sau chúng ta có thể nhìn thấy cái minh họa các cái lớp vỏ não tạm thời đây trên hình ảnh siêu âm.
ý nghĩa của cái việc phát hiện cũng như đánh giá các cái lớp vỏ não tạm thời này là như thế nào, cái việc phát hiện các cái bất thường của trong quá trình hình thành vỏ não, thì người ta thấy là nếu như mà với một cái trường khi mà mình siêu âm với một thai mà trước 28 tuần, nếu mà mình không nhìn thấy được các cái lớp vỏ não tạm thời này, hoặc là mình nhìn thấy nhưng mà cái cấu trúc của nó bất thường, nó không đồng đều, thì mình cần phải nghĩ là trong cái trường hợp như vậy có thể có những cái bất thường, có thể là khu trú hoặc là những cái bất thường toàn thể. Những bất thường đấy sẽ gây nên cái sự thay đổi về cấu trúc của các cái lớp vỏ não tạm thời này. Những bất thường đấy có thể là nhiễm trùng, chảy máu, hoặc là những cái bất thường liên quan đến sự di trú thần kinh. Nếu như các anh chị đồng nghiệp có thời gian thì có thể tìm đọc cái bài báo của WGAS này, bài báo 2012. Đây là một bài báo đầy đủ về việc đánh giá các cái lớp vỏ não tạm thời ở trạng thái bình thường như bất thường. Tôi thấy đây là một bài báo rất là hay, nó cung cấp cho các anh chị có rất là nhiều cái kiến thức để có thể đánh giá được các cái lớp vỏ não tạm thời, đặc biệt là trước 28 tuần. Với các cái bất thường hình thành vỏ não thì người ta thấy là tất cả các cái rối loạn trong quá trình phát triển của các tế bào tham gia vào quá trình hình thành vỏ não thì nó sẽ gây nên các cái bất thường vỏ não. Và các cái nhóm nguyên nhân được biết đến thì có nhiều nhóm nguyên nhân, như là các nguyên nhân nhiễm trùng trong bùn tử cung, các cái tổn thương nhồi máu, chảy máu, hoặc là các trường hợp đột biến gen hoặc sắc thể. Để phát hiện các cái bất thường hình thành vỏ não này thì đương nhiên là siêu âm luôn là phương tiện đầu tay, nó giúp cho cái việc tiếp cận và phát hiện sớm nhất các cái tổn thương vỏ não. Siêu âm, đặc biệt là siêu âm hệ thần kinh, thì có vai trò rất là quan trọng trong sàng lọc trước sinh các bất thường của hệ thần kinh trung ương. Ai cũng biết các cái ưu điểm rõ rệt của siêu âm rồi. Đó là thứ nhất là đấy là một cái thủ thuật an toàn và không xâm lấn. Thứ hai là cái ứng dụng của nó rất là rộng rãi, và thứ ba là nó cho phép tiếp cận tổn thương được theo nhiều hướng, ngả bụng hoặc là ngả âm đạo. Cộng hưởng từ thì khác với siêu âm một chút. Cộng hưởng từ thì nó là cái công cụ chuyên biệt trong chẩn đoán trước sinh các cái bất thường hình thành vỏ não. Nó cho phép phân biệt được ranh giới rõ ràng giữa chất xám và chất trắng, và nó cho phép đánh giá chi tiết về vị trí cũng như là hình thái của các giai đoạn phát triển của các rãnh cuộn não và hồi não. Cộng hưởng từ còn ưu thế hơn siêu âm ở chỗ là đối với các cái tuổi thai lớn, ngôi thai không thuận lợi, ví dụ như là khi các anh chị làm siêu âm nội soi âm đạo nhưng mà đầu em bé thì lại ở rất là cao thì nó không thuận lợi, khi đó thì cộng hưởng từ sẽ có ưu thế hơn. Để đánh giá được các cái bất thường vỏ não ấy, thì nó rất là đa dạng, chúng ta cần thiết phải có một cái phân loại. Cái phân loại mà tôi thường sử dụng và làm cái phân loại khá là phổ biến ở trên thế giới đó là phân loại của Bakovic. Bakovic là một giáo sư hình học thần kinh nhi khoa người Mỹ. Cái phân loại đầu tiên về các cái bất thường vỏ não được ông đưa ra vào năm 1996 và sau đó có thêm 3 lần cập nhật vào các năm 2001, 2005 và 2012. Ở đây là cái bảng phân loại rất là tóm lược thôi. Các cái lần cập nhật này của Bakovic thì liên quan chủ yếu đến việc là phát hiện thêm các cơ chế cũng như là các gen liên quan đến các bất thường vỏ não. Đây là một cái biểu đồ về một cái nghiên cứu về các cái thời điểm phát hiện các bất thường của hệ thần kinh trung ương, để nó minh họa cho một cái ý mà tôi vừa trình bày ở trên, đó là các cái bất thường vỏ não ở những cái tuổi thai lớn. Thì ở đây nhóm MCD là nhóm các cái bất thường trong quá trình cái bất thường hình thành vỏ não, thì mình có thể thấy là cái màu hồng này là các cái tổn thương có thể phát hiện được ở 3 tháng giữa của thai kỳ, màu vàng là 3 tháng cuối và màu xám là sau sanh. Thì ở đây mình có thể nhìn thấy được là với các cái bất thường vỏ não này thì rõ ràng là cái tỷ lệ phát hiện được ở trong 3 tháng giữa của thai kỳ là nó rất là thấp, và cái tỷ lệ phát hiện được chủ yếu sẽ là ở 3 tháng giữa, thậm chí là sau sinh. Như vậy, cũng như chị Nguyên đã nói ở ngay cái phần giới thiệu thì thực sự thì có cái có rất là nhiều cái tổn thương trong quá trình tổn thương trong cái nhóm bất thường hình thành vỏ não trong 3 tháng giữa, mình thấy có thể là bình thường nhưng mà nó sẽ xuất hiện rất là rõ rệt ở 3 tháng cuối, cũng như là thậm chí có nhiều tổn thương phải đến sau sinh mới thể hiện cách rõ ràng. Vì là các cái bệnh lý bất thường vỏ não nó rất là đa dạng về mặt triệu chứng hình ảnh, nên là trong cái khuôn khổ của bài hôm nay thì tôi xin được chia những cái dấu hiệu gợi ý chính. Những cái dấu hiệu này gồm những dấu hiệu trực tiếp cũng như là những dấu hiệu gián tiếp thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm các cái những cái dấu hiệu gợi ý mà nó liên quan trực tiếp đến vỏ não, thì gồm có bốn cái dấu hiệu chính. Dấu hiệu thứ nhất là bất thường phát triển của rãnh sinus. Dấu hiệu thứ hai là các mốc phát triển của vỏ não chậm hơn so với tuổi thai. Dấu hiệu thứ ba là các cuộn não phát triển quá sớm hoặc là bất thường. Và dấu hiệu thứ tư là sự mất liên tục của vỏ não hoặc là vỏ não có khe hở.
Ở nhóm thứ hai là cái nhóm những cái bất thường ngoài vỏ não á, thì có ba cái triệu chứng chính. Thứ nhất là hai bán cầu bất cân xứng, bờ không đều hoặc là mở rộng bất thường. Thứ hai là thành não thất không đều, và thứ ba là nút tăng âm trong nhu mô. Sau đây tôi xin đi vào từng triệu chứng cụ thể, cách tiếp cận của chúng. Thứ nhất là các cái bất thường phát triển của rãnh sinus. Cái rãnh sinus và cái sự phát triển của nó thì luôn luôn là một cái chỉ dấu rất là quan trọng để đánh giá cái sự phát triển của vỏ não cũng như là của các cái cấu trúc não có liên quan. Thì từ trước đến nay có rất là nhiều nghiên cứu đưa ra các cái cách đánh giá khác nhau về sự trưởng thành của rãnh sinus và vùng nắp, như là đánh giá độ sâu theo một nghiên cứu của Alonso năm 2010, hoặc là đánh giá chu vi và diện tích của rãnh sinus như một nghiên cứu của Ginder năm 2015. Tuy nhiên trong cái bài hôm nay thì tôi xin phép được giới thiệu hai cái phương pháp mà tôi thấy là nó phổ biến rộng rãi nhất cũng như là nó được ứng dụng nhiều nhất và nó cũng dễ sử dụng hơn hai phương pháp kia. Đó là phương pháp đánh giá độ đóng của rãnh sinus. Phương pháp này theo nghiên cứu của Carello năm 2008, và thứ hai là phương pháp đánh giá góc của rãnh sinus. Phương pháp này được đưa ra bởi Ritsuko Pu năm 2019. Về phương pháp đánh giá độ đóng của rãnh sinus thì nếu như mà các anh chị đồng nghiệp có theo dõi cái chuỗi webinar này từ buổi đầu thì ngay trong ở buổi đầu tiên trong bài trình bày của chị Nguyên thì cũng đã đề cập đến phương pháp này rồi. Khá là kỹ cho nên tôi sẽ chỉ xin phép đi lướt qua. Phương pháp của Carello dựa trên hai cái tiêu chí chính. Tiêu chí thứ nhất là cái góc của rãnh sinus phía sau này, nó sẽ tiến dần từ một góc tù qua góc 45 độ và thành góc, và sau đó là góc 90 độ. Đồng thời cái phần sau của cái rãnh sinus sẽ được che phủ dần dần bởi cái thủy thái dương nó phát triển lên và nó che lấp dần dần lại với một cái tỷ lệ phù hợp với cái từng tuổi thai nhất định. Khi một cái trường hợp mà khi anh chị siêu âm một thai nhi ở cái tuổi thai trong cái khoảng từ 22 đến cho đến 32 tuần, nhưng mà cái độ che phủ của rãnh sinus nó không đạt đến những cái mốc như là trong nghiên cứu này, thì anh chị có thể nghĩ được có thể nghĩ đến là có thể sẽ có cái bất thường về vỏ não. Cái nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu về góc của rãnh sinus. Nghiên cứu này thì mới hơn nghiên cứu của Carello rất là nhiều. Nghiên cứu này là được đưa ra bởi Ritsuko Pu vào năm 2019. Pu là một nhà siêu âm thần kinh nổi tiếng người Nhật. Cô có một cái trung tâm chẩn đoán trước sinh rất là lớn ở Osaka, còn bài giảng của cô thì đi khắp nơi trên thế giới rồi. Cái phương pháp của Ritsuko Pu thì được tiến hành như sau. Các anh chị có thể thấy ở đây có cái sự khác biệt một chút ở giữa hai phương pháp. Phương pháp của Carello chỉ sử dụng mặt phẳng trục, còn phương pháp của Ritsuko thì sẽ sử dụng mặt phẳng vành. Phương pháp của Carello thì sẽ đánh giá những tình trạng của rãnh sinus từ tuần thứ 22 đến 32, còn phương pháp của Ritsuko thì sẽ đánh giá ở tuần thai từ 18 đến 30. Sau khi thực hiện được dùng cái đầu gió âm đạo để thực hiện được các mặt phẳng vành ở một cái vị trí quy định, thì người ta sẽ thực hiện cách đo cái góc của rãnh sinus. Góc này được đo như sau. Thứ nhất là người ta kẻ một đường ngang qua mặt phẳng vành. Thứ hai là kẻ cái đường thẳng thứ hai là một đường thẳng đi dọc theo bờ trên của rãnh sinus, và góc giữa hai đường thẳng này được gọi là góc của rãnh sinus. Trong nghiên cứu của Ritsuko Pu thì trên 22 trường hợp có bất thường vỏ não, là đã xác định được bất thường vỏ não rồi, thì Ritsuko nhận thấy là cái góc của rãnh sinus này nó mở rộng và vượt quá 90 bách phân vị của cái ngưỡng bình thường. Và cô đưa ra một cái giả thuyết là như vậy là trong những trường hợp mà góc của rãnh sinus mở rộng á, thì cần phải nghĩ đến là có một cái bất thường vỏ não kèm theo. Đây là cái hình ảnh minh họa cái cách đo góc của rãnh sinus từ tuần thai 18 đến tuần thai thứ 30. Mình có thể nhận thấy một số cái mốc rất cơ bản, ví dụ như trong trường hợp bình thường thì đến tuần thai thứ 25-26 cái góc này nó gần như là trở về không, sau đó thì nó sẽ trở thành cái góc âm. Còn đây là cái bảng chuẩn để tính cái góc của rãnh sinus do Ritsuko đưa ra và năm 2018. Cái bảng chuẩn này được thực hiện ở trên 422 trường hợp thai đơn từ 18 đến 30 tuần.
Cái dấu hiệu thứ hai mà để chúng ta tiếp cận, để dựa vào đó chúng ta đánh giá là trường hợp này có bất thường phát triển vỏ hay không, đó là chúng ta xem là các cái mốc phát triển của vỏ não có chậm hơn so với tuổi thai hay không. Để đánh giá được cái dấu hiệu này thì các anh chị đồng nghiệp cần phải nắm được một cách cơ bản là ở cái khoảng tuổi thai nào thì sẽ xuất hiện rãnh cuộn não gì và cấu trúc của các cái rãnh đó, tức là cái độ nông sâu sẽ ra sao. Ở đây là một cái nghiên cứu của Guy và cộng sự năm 2006. Nghiên cứu này rất là cơ bản và tôi thấy rất là hay vì nó cho phép đánh giá, thứ nhất là người ta nhận thấy là trên autopsy á, thì các cái một số rãnh cuộn não có thể xuất hiện rất là sớm, ví dụ như là rãnh đỉnh trầm xuất hiện từ tuần thứ 16, rãnh cựa cũng là từ tuần thứ 16, rãnh đai là từ tuần thứ 18 và các rãnh bề mặt là từ tuần thứ 20 đến 25. Trong khi đó thì ở trên siêu âm thì các rãnh này được phát hiện muộn hơn. Ở đây có hai con số, thì con số thứ nhất là thời điểm bắt đầu có thể phát hiện được cái rãnh đó và con số ở phía sau là thời điểm chắc chắn sẽ nhìn thấy rãnh đó. Như vậy là trên siêu âm từ khoảng 18,5 tuần đã có thể nhìn thấy được rãnh đỉnh trầm. Tương tự cùng thời gian đó có thể nhìn thấy được rãnh cựa ở phía sau. Và đây là thời điểm xuất hiện của cái rãnh khác. Trên cổng hưởng từ thì theo cái nghiên cứu này thì cái thời điểm xuất hiện, tức là thời điểm có thể đánh giá được các cái rãnh cuộn não nó sẽ muộn hơn trên siêu âm một chút. Và cái việc đánh giá các cái rãnh cuộn não này chính là cái công việc thường kỳ của các anh chị khi mà các anh chị đã đánh giá siêu âm cái hệ thần kinh trung ương của thai nhi ở trong 3 tháng giữa cũng như là trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Ví dụ như là ở đây trên cái mặt cắt trục thì chúng ta có thể đánh giá được rãnh sinus từ trước ra sau. Trên mặt cắt này thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp của Carallo để đánh giá là các rãnh cuộn não này là bình thường hay bất thường. Cũng trên mặt cắt trục thì chúng ta ở về phía sau, chúng ta có thể quan sát được rãnh đỉnh trầm ở đây. Đây là rãnh đỉnh trầm ở hai bên để đánh giá độ sâu của chúng là bình thường hay không, các cái cấu trúc, cái hình dạng có bình thường hay không. Trên mặt cắt vành thì chúng ta có thể quan sát được cái gì? Trên mặt cắt vành thì chúng ta có thể đánh giá, như đã nói, chúng ta có thể đánh giá được rãnh cựa khá là sớm, từ khoảng 19 tuần có thể quan sát được rãnh cựa rồi. Rãnh cựa sẽ xuất hiện ở phía sau. Đây là một trường hợp hai này có giãn não thất, như là hai rãnh cựa hai bên không được cân đối. Đây là hình ảnh rãnh cựa. Cũng ở trên mặt cắt vành nhưng mà với những cái tuần thai muộn thì chúng ta có thể đánh giá được các rãnh bề mặt. Các rãnh bề mặt thì sẽ xuất hiện muộn hơn rãnh cựa và rãnh đỉnh trầm một chút, khoảng vài tuần sau. Các rãnh bề mặt thì bao gồm nhiều rãnh như là rãnh tràn trên, tràn dưới hoặc là rãnh thái dương trên, rãnh thái dương dưới. Đây là một trường hợp thai khoảng 25-26 tuần. Chúng ta có thể thấy bắt đầu xuất hiện các cái rãnh bề mặt. Nó chỉ như một cái đường lượn sóng rất là nhẹ trên này. Cũng vẫn trên mặt phẳng vành nhưng mà với những cái tuần thai muộn hơn thì chúng ta có thể đánh giá được rãnh đai. Đây này, của trẻ trai thì rãnh đai sẽ xuất hiện ở phía trên này. Và với những tuần thai muộn hơn nữa, khoảng tuần sau tuần thứ 26-28 thì chúng ta có thể nếu mà trên mặt phẳng vành nhưng mà chúng ta đi về phía trước, chúng ta có thể đánh giá được các cái rãnh khíu. Cái việc đánh giá rãnh khíu này nó có ý nghĩa gì? Cái việc đánh giá rãnh khíu nó khá quan trọng cho một số cái bất thường về thần kinh trung ương, ví dụ như là trong hội chứng sạc. Thì các anh chị biết rồi, khi trong hội chứng sạc thì cái rãnh khíu này nó sẽ bất thường, nó bất thường thể hiện bằng là chúng ta thấy các cái hồi khíu giác nó không đi sâu vào nữa mà nó nằm ngang và các rãnh khíu có thể nó sẽ không hình thành ở hai bên này nữa. Đây là chỉ phía trên, đây là các rãnh khíu đi dọc, nhưng mà được khi đó thì các rãnh khíu có thể sẽ đi ngang. Đồng thời là nếu mà với một cái máy siêu âm tốt và các anh chị có kinh nghiệm, có kỹ thuật thì có thể đánh giá được là cả hai cái hành khíu ở đây nó sẽ không xuất hiện nữa. Cũng như vậy thì ở trên mặt phẳng đứng dọc thì chúng ta có thể đánh giá được cái rãnh đỉnh trầm, cũng như là chúng ta nhìn thấy rãnh đỉnh trầm đây và phía sau nó là rãnh cựa nằm ngang đây. Và ở các tuần thai muộn hơn thì chúng ta có thể đánh giá được rãnh đai chạy ở phía trước trên của đỉnh trai và phía sau của rãnh đai, chúng ta sẽ nhìn thấy rãnh viền sẽ xuất hiện muộn hơn một chút ở phía sau đây. Bây giờ thì để thấy rõ hơn ý nghĩa của việc đánh giá cũng như là tiếp cận hai cái đặc điểm đầu tiên của nhóm bệnh lý bất thường hình thành vỏ não thì ta sẽ đi vào các trường hợp minh họa. Thứ nhất là một trường hợp thai 32 tuần 6 ngày, giãn não thất 18 mm.
Thì trên hình ảnh siêu âm ở trên mặt phẳng cắt ngang thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy là hình ảnh não thất giãn rất là lớn. Vị trí của rãnh sinuvius thì rãnh sinuvius ở đây hoàn toàn mở, nó hoàn toàn bất thường ở cái phần thai 32. Ở cái phần thai này thì đáng nhẽ là rãnh sinuvius phải đóng khá là kín rồi. Và cái tình trạng vỏ não ở đây thì chúng ta lờ mờ nhận thấy là có vẻ là nó khá là dày. Bệnh nhân này được chụp cộng hưởng từ. Trước khi chụp cộng từ thì cũng có những cái hình ảnh tái tạo. Ở trên cái hình ảnh tái tạo này thì chúng ta cũng có thể thấy là chúng ta không nhìn thấy được cái rãnh bề mặt. Cái rãnh bề mặt ở tuần thai thứ 32 là cũng đã phải thấy rồi. Nhưng mà đây chúng ta thấy nó khá là phẳng. Và rãnh sinuvius ở trên mặt cắt vành này thì nó hoàn toàn phẳng. Chúng ta nhìn thấy tình trạng não thất đây. Trên phim cộng từ thì mọi thứ nó thể hiện được khá là rõ ràng. Rõ ràng hơn trên siêu âm rất là nhiều, như cái ý mà tôi đã nói ở phần trên á, tức là càng về những tuần thai muộn thì cộng từ nó càng có những cái ưu thế nhất định so với siêu âm. Trên phim cộng từ ở đây là hình ảnh của cái thai nhi bệnh lý, và đây là hình ảnh cùng của thai đối chứng, thì chúng ta nhận thấy những cái bất thường nó thể hiện như thế nào. Thứ nhất là cái hình ảnh thùy chán ở hai bên này nó thiểu sản và nó hoàn toàn không có các cái hồi, ví dụ như là các cái hồi não cũng như là các cái rãnh cụt não ở cái tuổi thai này. Ở đây là rãnh tràn trên, tràn dưới, chúng ta hoàn toàn không, ở đây là bình thường và ở đây hoàn toàn không xuất hiện. Rãnh sinuvius thì như ở trên siêu âm chúng ta cũng thấy nó hoàn toàn mở rộng và nó không có độ đóng. Ngành giãn não thất đây, đặc biệt là trên mặt cắt vành này, mặt cắt coronal này thì nó thể hiện rất là rõ ràng cái hình ảnh não bộ hình như là hình số 8 đấy, và hình ảnh vỏ não rất là dày, thể hiện một ngành giảm tín hiệu. Đây là hình ảnh của một cái vỏ não bình thường, còn đây là hình ảnh của một cái vỏ não của trường hợp bệnh lý. Trong trường hợp này thì với những hình ảnh như trên thì chúng ta có thể nghĩ tới một cái bệnh lý nhận não tiếp 1. Tuy nhiên là có phải lúc nào cái việc chẩn đoán nhận não nó cũng dễ dàng với những hình ảnh điển hình như vậy không, thì chúng ta sẽ thử đi vào một cái trường hợp khác. Đây là một trường hợp thai 35 tuần 4 ngày, khá muộn. Ở trên hình ảnh siêu âm thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy hình ảnh giãn não thất ở phía đỡ gần đầu giò do bị ảnh hưởng của cái bóng cản phía sau của cái xương gòm sọ, cho nên chúng ta không đánh giá được cái hình ảnh tình trạng của vỏ não cũng như cấu trúc não ở phía gần đầu giò. Ở phía xa thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy là ở phía sau này thì các cái rãnh cuộn não có vẻ vẫn được hình thành tương đối bình thường so với tuổi thai 35 tuần, nhưng mà phía trước vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa giải thích được là chúng ta thấy là các cái rãnh cuộn não nhìn rất là mờ nhạt, gần như là chúng ta không thấy hình thành các cái rãnh cuộn não cũng như cái hồi não ở vùng này. Và đường giữa phía trước đây thì có vẻ là cũng bị đẩy lệch. Bệnh nhân này được chụp cộng hưởng từ. Trên phim cộng hưởng từ thì các cái tổn thương nó được thể hiện rõ ràng hơn rất là nhiều. Cái phần ở phía trước khi mà chúng ta không nhìn thấy các cái rãnh cuộn não và hồi não đây, thì bản chất của nó thể hiện trên cộng hưởng từ đấy chính là một cái vùng mà vỏ não rất là dày. Vỏ não dày lên hoàn toàn và thực sự là nó không có các cái rãnh cuộn não ở vùng này. Các rãnh cuộn não chỉ hình thành phía sau, và tình trạng giãn não thất thể hiện rất là rõ. Đồng thời cũng có thể thấy thêm một số dấu hiệu khác, ví dụ như vùng lồi hạch thì nó phát triển quá lớn so với tuổi thai, tồn tại cái vùng lồi hạch. Vì thai nhi này là khá lớn nên em bé được dưỡng thai và được để sinh. Em bé sau khi sinh thì được chụp các lớp vi tính, vì là em bé này có những cái dấu hiệu về mặt thần kinh khá là sớm, nên là người ta chụp các lớp gần như là chỉ vài tiếng sau sinh thôi. Tại sao lại chụp các lớp mà không chụp cổng từ? Vì là em bé này ở cái tỉnh cũng vùng xa, thế nên là ở đó họ không có máy cổng từ nên là họ chụp các lớp thôi. Ở đây khi mà mình so sánh cái hình ảnh cộng hưởng từ trước sinh và các lớp vi tính sau sinh thì mình thấy rõ được là cái ưu thế của cộng hưởng từ so với các lớp, khi mà nó thể hiện cái phân biệt chất trắng chất xám khá là rõ ràng, như là nó thể hiện cái phần lồi hạch đấy nó phát triển hoàn toàn bất thường. Còn về phía các cái rãnh cuộn não thì khi mà so sánh hình ảnh trước và sau sinh thì chúng ta thấy các cái tổn thương phát hiện trước sinh vẫn tồn tại đến sau sinh. Đó là gì? Đó là các rãnh cuộn não thực sự chỉ phát triển ở phía sau, còn phía trước này không phát triển, và vỏ não phía trước là rất là dày. Rãnh sinuvius cũng vậy, rãnh sinuvius ở đây là nó không đóng lại, hoàn toàn mở ở phía sau. Và cái vùng tín hiệu cao của trên cổng từ và tỷ trọng thấp ở trên các lớp vi tính này nó thể hiện cái tổn thương chất trắng bắt đầu hình thành. Như vậy là mình thấy là trong những cái trường hợp ở bệnh như ở bệnh nhân này
cái chẩn đoán cuối cùng vẫn là nhãn não, nhưng mà không phải nó thể hiện rằng là cái nhãn não không phải lúc nào nó cũng thể hiện là bằng toàn bộ tất cả các rãnh cuộn não mất đi, mà trong trường hợp này thì nó có hai đặc điểm. Thứ nhất là cái trường hợp nhãn não này ở cái phân độ cao, tức là các cái rãnh cuộn não nó không phải là nó mất đi hoàn toàn, mà nhiều khi nó chỉ là rãnh cuộn não quá rộng hoặc là nó vẫn tồn tại thêm một cái số hồi não, số rãnh cuộn não bình thường ở một số vị trí. Và cái đặc điểm thứ hai nó cũng quan trọng cho cái việc chẩn đoán của mình, đó là khi mà mình nhìn thấy ở trường hợp cụ thể này á, các cái rãnh cuộn não ở chỉ ở phía trước bất thường, còn phía sau thì tương đối bình thường. Người ta phân vào nhóm là có độ chênh trước sau. Thế nào là độ chênh trước sau? Độ chênh trước sau á, có nghĩa là ở phía trước có thể là không có rãnh cuộn não hoặc là rãnh cuộn não rất là rộng, rất là thưa, còn ở phía sau thì rãnh cuộn não có nhiều hơn hoặc là gần như bình thường. Cái việc mà phân ra cái độ chênh trước sau này nó có ý nghĩa như thế nào? Thì nó có hai ý nghĩa. Nó có ý nghĩa thứ nhất là trong cái thực tế lâm sàng ấy, tại sao những trường hợp như thế này nó sẽ khó đánh giá, bởi vì khi mà mình làm siêu âm, đặc biệt là cái tuổi thai lớn, mình quá tập trung vào cái trường hợp giãn não thất, hoặc vì là cái góc để đo cái vị trí để đo giãn não thất thì các anh chị biết rồi, thường là ở đối diện với rãnh đỉnh trầm, tức là nó ở phía sau, và các anh chị nhìn thấy các rãnh cuộn não ở phía sau này nó vẫn có vẻ bình thường, và các anh chị có thể vì các anh chị không có thời gian, hoặc các anh chị chưa có nhiều kinh nghiệm, mà các anh chị ở vùng trước này nó vì tuổi thai nó quá lớn, nó khó thăm khám, nên các anh chị sẽ bỏ qua việc đánh giá kỹ vùng phía trước, và như vậy các anh chị có thể chỉ kết luận là một trường hợp giãn não thất nặng thôi. Nhưng mà thực ra là cái tổn thương nó bị che, cái tổn thương ẩn giấu, cái tổn thương mình cần phát hiện lại là phía trước cơ. Đó là cái nghĩa về lâm sàng, tức là khi mình đánh giá trên siêu âm. Còn cái nghĩa sâu xa hơn ở trên tổng từ, khi mà mình thấy có cái độ chênh trước sau như thế này thì nó có thể làm cái dấu hiệu gợi ý giúp cho mình thảo luận với các nhà di truyền học là cái trường hợp này là nhãn não rồi, nhưng mà khi mà nhãn não có độ chênh trước sau thì mình có thể nghĩ tới cái gen gây bệnh. Trong trường hợp này là cái nhóm gen gây nhãn não có độ chênh trước sau là gen DCX. Nó sẽ khác biệt với một trường hợp khác, ví dụ tôi đưa ra cái ví dụ ở đây cũng là nhãn não, nhưng mà trường hợp này lại có độ chênh P lớn hơn A, có nghĩa là độ chênh sau trước. Độ chênh sau trước thì nó ngược lại với độ chênh trước sau, có nghĩa là các bất thường xảy ra nhiều ở phía sau hơn là phía trước. Các anh chị có thể thấy ở trên hình minh họa đây thì là ở phía sau thì gần như là không thấy rãnh cuộn não nào, trong khi là ở phía trước thì chúng ta vẫn thấy các rãnh cuộn não sau sinh phát triển tương đối bình thường. Như vậy là khi nhìn thấy độ chênh sau trước thì chúng ta vẫn có thể chẩn đoán là nhãn não, nhưng mà lúc đó thì lại hướng tới một nhóm gen khác, đó là gen LIS1. Đấy là cái ý nghĩa của cái việc mà đánh giá cái độ chênh trước sau, cũng như là cái khó khăn của cái việc là trong những trường hợp là nhãn não nhưng mà ở một cái thể cao. Đây là cái hình ảnh của cái em bé, chính là cái em bé vừa có cái hình ảnh cùng từ mà tôi vừa trình bày. Em bé này không che được mắt vì tôi muốn các anh chị đồng nghiệp xem cả cái chuyển động của nhãn cầu, chuyển động của mắt thì nó hoàn toàn là bất thường. Chúng ta có thể nhìn thấy một em bé 8 tháng mà nó chỉ có thể nằm thôi, và các cái chuyển động, các chị có thể nhìn thấy chuyển động của tay là có cái hoàn toàn là không bình thường, các chị cơn giật rung, và cái mắt cái chuyển động đấy, nó muốn nói lên là cái tiên lượng của cái trường hợp mà nhãn não này sau sinh là cái dị hậu của nó là hoàn toàn không tốt. Cũng có một cái nhóm bệnh lý khác cũng xếp vào nhóm nhãn não, cũng có biểu hiện bất thường bởi bất thường khá là sớm của hai cái nhóm triệu chứng kể trên, tức là cái nhóm bất thường của rãnh sinus bất thường và các cái rãnh cuộn não chậm phát triển hoặc là không hình thành. Nhưng mà nhóm nhãn não này được xếp vào nhóm nhãn não type 2. Thế nào là nhãn não type 2? Ở trong nhóm nhãn não type 2 á, hay còn gọi là nhóm Cobblestone, nhãn não Cobblestone, thì bản chất của cái nhóm này là một cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa thôi. Nó là một cái bất thường cái gen trong nó gây ở trong cái quá trình glycosin hóa, và chính cái sự bất thường gen này nó gây nên là sự di trú quá mức của các tế bào thần kinh. Bình thường thì các tế bào thần kinh nó chỉ di trú cho đến vùng vỏ não thôi thì là bình thường, nhưng mà trong trường hợp này nó di trú quá mức ra tận phía ngoài của vỏ não, và chính vì cái sự di trú quá mức đấy nó tạo nên một cái lớp nó gọi là vỏ não phụ. Bản chất của nhãn não type 2 ấy, thì nó là có thể hiểu một cách đơn giản, nó là sự pha trộn giữa không có hồi não
hồi não phẳng và đa hồi não nhỏ, nó kết hợp với nhau. Vì vậy là nó tạo nên một cái lớp vỏ não như là lớp cuội giải đường thế này, và chính vì vậy người ta gọi là não cobblestone. Về mặt hình ảnh thì nó đặc trưng được bởi tam chứng cổ điển. Thứ nhất là các cái bất thường não, các bất thường não thì thường đặc trưng bởi bất thường của vỏ não và giãn não thất. Thứ hai là các cái bất thường mắt, các cái bất thường mắt thường biểu hiện như là bong võng mạc, và cuối cùng là cái tình trạng loạn dưỡng cơ thường là biểu hiện bằng giảm trung lực. Ở trong cái nhóm nhân não tiếp 2 này thì về mặt lâm sàng thì có thể chúng ta sẽ gặp ba cái hội chứng chính, thứ nhất là hội chứng van cơ Warburg, thứ hai là cái bệnh lý cơ mắt não của Santavuri, và thứ ba là cái trường hợp loạn dưỡng cơ bẩm sinh của Fukuyama. Ba cái nhóm bệnh lý này nói chung là rất là hiếm. Đây là một cái trường hợp minh họa siêu âm và cộng từ cái trường hợp mà là nhân não tiếp 2. Thì ở trên cái hình ảnh mặt cắt sagittal này thì nó không thể hiện được cái tình trạng của vỏ não, nhưng mà nó thể hiện mấy cái dấu hiệu sau. Thứ nhất là cái tình trạng giãn não thất rất là sớm và rất là lớn, giãn não thất, giãn cả ba não thất, và một cái dấu hiệu mà đặc trưng của cái nhân não tiếp 2 đó là dấu hiệu thân não hình chữ Z đây. Cái dấu hiệu thân não hình chữ Z này thì có thể phát hiện được trên siêu âm cũng như là thể hiện rất là rõ trên cụm từ. Đây là một trường hợp của chứng van cơ Warburg phát hiện ở tuần thứ 22. Cái dấu hiệu thứ ba mà chúng ta có thể tiếp cận để nghĩ tới các cái bất thường hình thành của não đó là cái các cuộn não phát triển quá sớm hoặc là bất thường. Để đánh giá dấu hiệu này thì tôi xin phép được đưa ra hai cái gợi ý để mình đánh giá. Thứ nhất là với cái thai sớm trước 24 tuần và với cái thai sau 24 tuần. Với những cái thai trước 24 tuần thì có một cái phương pháp cũng của nhà siêu âm thần kinh nổi tiếng người Nhật Hishikoku. Theo phương pháp này thì khoảng giữa năm 2018-2019 thì Hishiko có nghiên cứu trên hơn 1.305 ca tuổi thai thì từ 12 cho đến 28 tuần vẫn trên mặt phẳng coronal để đánh giá, nhưng mà lần này thì không đánh giá rãnh sinus mà đánh giá độ mở của rãnh liên bán cầu ở phía trước. Cô nhận thấy như thế này, ở trước 14 tuần á thì rãnh liên bán cầu mở dạng chữ Y, từ 16 cho đến 18 tuần rãnh liên bán cầu sẽ mở theo dạng chữ U hoặc chữ V, và sau 21 tuần thì rãnh liên bán cầu có dạng chữ Y. Đây là cái biểu đồ phân bố trên 1.305 ca đây, thì chúng ta có thể thấy rất là rõ. Như vậy là trước 14 tuần thì dạng chữ Y là rất là phổ biến, từ tuần thứ 14 cho đến tuần thứ 18 thì nó sẽ là pha trộn, có thể là xuất hiện cả ba dạng, nhưng mà phổ biến vẫn là dạng chữ U và dạng chữ V. Nhưng mà đặc biệt sau 21 tuần thì sẽ là chỉ xuất hiện dạng chữ Y thôi. Và trong 1.305 ca đấy thì Risco nhận thấy là có 5 ca thì có dấu hiệu hình quả bầu, Worksheim, Worksheim. Cái dấu hiệu này thì cô gọi là dấu hiệu quả bầu, nhưng mà tôi thấy khá là giống con ki khi mà mình chơi bowling thôi. Đấy, cái dấu hiệu quả bầu nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là ở 5 ca đó thì Risco nhận thấy là cái rãnh liên bán cầu sau 18 tuần nó lại có hình, nó mở rộng cả phía trên và phía dưới này. Và ở cái 5 ca mà có rãnh liên bán cầu mở rộng cách đặc biệt bất thường như thế này thì đều có bất thường vỏ. Và cô đưa ra một cái giả thuyết là khi mà mình nhìn thấy cái dấu hiệu Worksheim này ở thai nhi sau 18 tuần ý, thì cần phải nghi ngờ là sẽ có bất thường vỏ liên quan quá trình di trú hoặc là hậu quả của các cái bệnh lý tăng sinh tế bào thần kinh. Đấy, như vậy là ở thai trước 18 tuần chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp tiếp cận này để đánh giá các cái độ mở rãnh liên bán cầu để xem là liệu có thể gợi ý là có cái bất thường hình thành của não hay không. Đây là một cái dấu hiệu khá là đặc hiệu. Khi mà thai lớn hơn một chút, tức là khoảng sau 24 tuần thì chúng ta sẽ tìm các cái dấu hiệu khác. Đó là chính là cái dấu hiệu trực tiếp của sự phát triển bất thường của rãnh cuộn não là dấu hiệu đa hồi não nhỏ. Đa hồi não nhỏ thì được định nghĩa như là một cái bất thường phát triển vỏ não, nó đặc trưng bởi sự xuất hiện các cái rãnh cuộn não với số lượng quá nhiều và kích thước quá nhỏ trên bề mặt của vỏ não. Đa hồi não nhỏ là một cái bất thường vỏ não khá là phổ biến, nó chiếm khoảng 20% các cái bất thường thành vỏ não.
đau hồi não nhỏ có thể xuất hiện trong trong rất là nhiều cái bệnh cảnh khác nhau. Ví dụ như như đây là hình ảnh đau hồi não nhỏ trên một bệnh cảnh nhiễm trùng, bệnh nhân có CMV. Còn đây là đau hồi não nhỏ ở trên bệnh cảnh bệnh lý mạch máu, tức là trên bệnh nhân có ABM. Và đây cái trường hợp thứ ba này là một trường hợp đau hồi não nhỏ ở trên bệnh nhân có các cái bất thường đi theo hội chứng. Còn đây là cái hình ảnh đại thể của đau hồi não nhỏ, thì các anh chị đồng nghiệp có thể thấy là lúc đó vỏ não có rất là nhiều hồi não nhỏ, về số lượng thì rất là nhiều, kích thước thì rất là nhỏ. Đây là một hình ảnh hoàn toàn bất thường. Với cái, khi mà mình tiếp cận mình phát hiện cái đau hồi não nhỏ này, thì cái câu hỏi đặt ra là liệu mà chẩn đoán đau hồi não nhỏ ở trên siêu âm là khó hay là dễ. Với tôi thì tôi thấy nó khá khó, nó rất là khó, nhưng mà có thể là với các chuyên gia siêu âm tiền sản thì sẽ thấy là dễ hơn chứ. Nhưng mà cá nhân tôi thì thấy là siêu âm chẩn đoán đau hồi não nhỏ không hề dễ dàng chút nào. Năm 2008 có một báo cáo về một trường hợp có đau hồi não nhỏ trên nền siêu âm. Và đáng chú ý là trước năm 2008 chỉ có 3 báo cáo về cái trường hợp ca bệnh phát hiện đau hồi não nhỏ trên siêu âm thôi. Một trường hợp năm 1993 bởi Baker, một trường hợp năm 2003 bởi Malinger và một trường hợp năm 2004 bởi Dan Urban. Tất cả những cái khó khăn trong việc phát hiện đau hồi não nhỏ trên siêu âm các tác giả đều đưa ra là nó liên quan chủ yếu cơ bản nhất luôn luôn là cái bóng cản phía sau của xương sọ, nó gây cản trở đánh giá vỏ não. Và cái việc đánh giá đau hồi não nhỏ trên siêu âm các tác giả đều nhận thấy là không được dễ dàng. Năm 2016 có một cái bài báo khác của một tác giả Dimitra Kapu đánh giá đau hồi não nhỏ ở 3 tháng giữa chẩn đoán là trên siêu âm, thì ông có đưa ra một cái quan điểm là khi đưa ra một cái dấu hiệu gợi ý á, tức là khi mà ở 3 tháng giữa của thai kỳ nếu mà mình thấy cái hình ảnh tăng âm không đồng nhất ở vỏ não, bề mặt vỏ não khi mà các rãnh não thứ phát nó chưa hình thành thì cần phải chẩn đoán phân biệt đến đau hồi não nhỏ, giống như là một cái dấu hiệu gợi ý ấy, thì mình phải đặt vấn đề là trong những trường hợp như vậy thì liệu có đau hồi não nhỏ hay không. Siêu âm như vậy thì còn cộng hưởng từ thì sao? Cộng hưởng từ thì năm 2012 có một báo cáo nói về cái độ chính xác của cộng hưởng từ để khi mà chẩn đoán các cái bất thường nói chung ở trên thai nhi, trong đó có đánh giá cả các bất thường hình thành vỏ não, thì người ta thấy là đối với trên 81 ca này thì có 13 ca có đau hồi não nhỏ, thì họ thấy là cộng hưởng từ mang lại cái độ nhạy là 85% và độ đặc hiệu là 100% trong việc phát hiện đau hồi não nhỏ. Tức là cái tỷ lệ phát hiện của cộng hưởng từ có vẻ là cái độ chính xác nó cao hơn rất là nhiều. Và một cái đặc điểm quan trọng hơn mà các tác giả của bài báo nêu lên đó là khi mà sử dụng cộng hưởng từ thì ngoài việc phát hiện đau hồi não nhỏ, chúng ta còn có cơ hội phát hiện thêm các cái tổn thương ẩn ở phía dưới để từ đó có thể tìm ra hội chứng hoặc là tìm ra các cái nguyên nhân của đau hồi não nhỏ. Dấu hiệu thứ tư mà chúng ta cần tiếp cận trong cái chẩn đoán đánh giá các cái bất thường của hình thành vỏ não, đây là một cái dấu hiệu trực tiếp, đó là dấu hiệu vỏ não mất liên tục hoặc là có khe hở. Đây là một cái hình ảnh siêu âm. Ở vị trí này thì chúng ta lờ mờ nhận thấy là có vẻ một cái đường, một cái khe ở đây có vẻ là bất thường. Đương nhiên rồi thì trên siêu âm là một cái nghiệm pháp động, cho nên là nếu mà đối với người làm siêu âm trực tiếp trên màn hình thì cái hình ảnh này có thể nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều, vì mình có thể xoay ở nhiều vị trí, nhiều cái cách tiếp cận, cái góc độ khác nhau để loại trừ các cái xảo ảnh và những cái hình ảnh khác có liên quan. Nhưng mà bệnh nhân này sau đó được chụp cộng hưởng từ, thì trên hình ảnh cộng hưởng từ thì ở trên mặt phẳng axial và sagittal thì cái hình ảnh này nó đều thể hiện rất là rõ ràng là một trường hợp tổn thương trẻ não thể khe kín. Trẻ não thì lần đầu tiên được mô tả thì cách đây cũng đã rất là lâu rồi, từ có lẽ là khoảng 70 năm, tôi nhớ không nhầm thì khoảng năm 1941 gì đó. Trẻ não thì có thể xuất hiện ở một bên hoặc hai bên, và cái vị trí phổ biến nhất của trẻ não luôn luôn là ở vùng rãnh sinuus. Trẻ não nó được định nghĩa như là sự xuất hiện một cái khe hở đi từ thành não thất cho đến khoang màng nhện. Và các anh chị đồng nghiệp nghĩ là cái đặc điểm cơ bản của cái khe hở này đó là thành của nó luôn luôn được lót bởi chất xám. Khi mà hai thành của khe hở này tiếp xúc với nhau như thế này thì nó được gọi là khe hở đóng. Còn khi
hai thành của khe hở đấy mở rộng, thì mở rộng ví dụ như trong trường hợp này thì gọi là khe hở. Cái phản xạ của người làm siêu âm á, khi mà phát hiện một tổn thương nghi ngờ trẻ não thì luôn luôn là đi tìm các cái tổn thương phối hợp. Thì người ta thấy là trong những cái bệnh lý trẻ não thì có tới cái nó rất là hay gặp những cái bệnh lý đau ở não nhỏ kèm theo, hoặc là kèm theo các cái bất thường khác như là bất sản cách trong suốt hoặc là bất thường thể trai, tỷ lệ lên từ 50-90%. Trong đau hồi não nhỏ trong trẻ não thì hay đi kèm đau hồi não nhỏ thì cũng dễ hiểu thôi, vì là cả hai cái bệnh lý này đều thuộc vào cái nhóm bất thường trong giai đoạn tổ chức của não, tức là giai đoạn sau di trú, cho nên là khi nó cùng một cơ chế cho nên là nó có thể xuất hiện cùng nhau trong một số bệnh lý. Cái việc phát hiện trẻ não trên siêu âm thì nó dễ hay là khó? Trẻ não phát hiện trên siêu âm thì nó sẽ dễ hơn là phát hiện đau hồi não nhỏ trên siêu âm, đương nhiên rồi. Nó sẽ dễ hơn, và các cái báo cáo về trẻ hình ảnh phát hiện hình ảnh trẻ não trên siêu âm á, thì cho thấy là cái thời gian mà phát hiện phổ biến là thường là khoảng sau 27-28 tuần. Tất nhiên là có những trường hợp thì phát hiện trẻ não sớm hơn 23-25 tuần, sớm chút nữa, nhưng mà có một cái lưu ý là người ta chưa có một cái báo cáo nào nói về việc phát hiện trẻ não ở trước 20 tuần. Còn với cộng hưởng từ thì cộng hưởng từ phát hiện trẻ não cũng giống như cộng hưởng từ trong trường hợp phát hiện đau hồi não nhỏ vậy. Nó có độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao, và một cái quan trọng hơn mà tôi muốn lặp lại đó là việc nó có thể phát hiện các cái tổn thương phối hợp. Chính những cái tổn thương phối hợp mới là một cái yếu tố quan trọng trong cái việc, thứ nhất là chẩn đoán yếu tố bệnh sinh, thứ hai là có thể hướng tới cái nguyên nhân gây bệnh, và thứ ba là nó góp phần và đưa lại cái tiên lượng dự hậu sau này của em bé. Như vậy là tôi đã trình bày qua bốn dấu hiệu trực tiếp của vỏ não. Bây giờ tôi xin đi sang cái nhóm dấu hiệu thứ hai, tức là ba cái dấu hiệu không thuộc về vỏ não nhưng mà vẫn gợi ý các cái bất thường thành vỏ. Dấu hiệu đầu tiên là hai bán cầu bất cân xứng và bờ không đều hoặc là mở rộng bất thường. Đây là một trường hợp thai nhi 32 tuần. Khi mà thực hiện cái ngành siêu âm này, chúng ta thấy là mặc dù mặt cắt đã thực hiện khá là cân đối rồi, nhưng mà chúng ta thấy có những cái hình ảnh mà chúng ta chưa giải thích được, chúng ta cảm thấy nó không được ổn. Ví dụ như là vỏ não ở vị trí này có vẻ hoàn toàn không đều. Câu hỏi đặt ra là chỗ này liệu cái vỏ não ở đây nó có bị dày lên không? Cái tình trạng giãn não thất thì chúng ta nhìn thấy rồi, và hoàn toàn là cái bán cầu bên này thì là nó bị ảnh hưởng của cái nhiễu ảnh do sinh sọ, thế nên chúng ta hoàn toàn không thể đánh giá được một cái chi tiết. Và bệnh nhân này được chụp cộng hưởng từ. Đây là hình ảnh cộng hưởng từ của bệnh nhân. Thì có một lời khuyên cho người làm siêu âm như thế này mà các tác giả viết bài như khuyên là khi mà bạn thực hiện một cái khi mà bạn làm siêu âm, bạn thực hiện một lớp cắt siêu âm có thể là lớp cắt coronal hoặc lớp cắt axial mà bạn cảm thấy rất là chuẩn mực rồi, tức là bạn nhìn các cái mốc so sánh hai bên mà thấy rất cân đối rồi, nhưng mà bạn vẫn thấy có cái sự trên cái lớp cắt cân đối đấy, bạn vẫn thấy sự tăng kích thước bất thường của một hoặc hai bán cầu, hoặc là bạn thấy hai bán cầu đấy nó vẫn không cân xứng vì một lý do nào đó, dù mà bạn nghĩ là chắc chắn mình cắt cân rồi nhưng mà nhìn nó vẫn không cân xứng. Thì ngay cả khi bạn không nhìn được đau hồi não nhỏ, ngay cả khi bạn không nhìn được cái trường hợp dày vỏ não, thì bạn vẫn nên đặt câu hỏi là liệu đây có phải là một trường hợp có thể nghi ngờ có bất thường vỏ hay không, có thể có bệnh lý to nửa não hay không, bệnh lý rất là phổ biến trong bệnh lý bất thường vỏ. Cụ thể trên bệnh nhân này thì khi chụp cộng hưởng từ lên thì các hình ảnh nó rõ rệt hơn rất là nhiều. Thứ nhất là trên hình ảnh đau hồi não nhỏ lan tỏa cả hai bên bán cầu, và hai bán cầu này thực sự là không cân xứng với bán cầu ưu thế là bán cầu bên trái đây. Và ở trên bán cầu ưu thế chúng ta còn khẳng định là có hình ảnh của dày vỏ não. Vỏ não vị trí này nó dày rất là bất thường. Đây vỏ não bình thường nó mỏng như này, nhưng mà ở bán cầu này vỏ não dày lên bất thường. Ngoài ra thì hình ảnh giãn não thất cũng thể hiện rất là rõ. Sau khi mà đã làm cộng từ thì chúng ta sẽ so lại với hình ảnh siêu âm ở trên cùng của mặt cắt, thì lúc đó thì chúng ta đánh giá lại các tổn thương nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhất là ở đây là cái phía bán cầu bị che khuất bởi xào ảnh đây, thì thực ra chính là cái bán cầu này thấy rất là nhiều hình ảnh đau não nhỏ chúng ta không quan sát được. Vị trí nào mà chúng ta nghi ngờ ở đây có thể có đau hồi não nhỏ hay không, chính xác là đây là chính là hình ảnh đau hồi não nhỏ, và vị trí chúng ta nghi ngờ có dày vỏ não thì đúng là có dày vỏ não ở đây.
Và đương nhiên là trong trường hợp bất thường vỏ não như này thì nếu các bạn để ý thì sẽ thấy là coccinus nó sẽ luôn luôn là bất thường, không thể nào bình thường được. Đây là một trường hợp to nửa đầu, khá là điển hình. Dấu hiệu tiếp theo, gián tiếp tiếp theo là dấu hiệu không thuộc tổn thương của vỏ não và dấu hiệu thành não thất không đều. Đây là một trường hợp thai nhi 23 tuần này, khi chúng ta siêu âm thì chúng ta thấy cái thành não thất nó tăng âm và thực sự là nó không đều, cái thành não thất nó không đều. Và khi phát hiện cái tổn thương như vậy thì bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và cho chụp lại từ tuần thứ 27. Thì trên phim chụp cùng từ thì mọi tổn thương được thể hiện rõ ràng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên trên trường hợp này thì siêu âm cũng rất là rõ rồi. Siêu âm này tôi cũng nghĩ là cũng mang lại khá nhiều tổn thương. Và cái ưu thế của cùng từ trong trường hợp này là gì? Ngoài những cái tổn thương mà chúng ta khẳng định là những trường hợp lạc chỗ chất xám ở dưới màng não thất đây, là những cái tổn thương, những cái nốt giảm tín hiệu lồi vào trong lòng não thất đây, thì chúng ta còn phát hiện được nhiều tổn thương khác mà trên siêu âm không mô tả. Ví dụ như là chúng ta thấy đây là một trường hợp vỏ não bất thường vỏ não ở vị trí này, vỏ não không đều, và hai bán cầu này cũng là hoàn toàn không cân xứng, thậm chí là bệnh nhân này cái tiểu não cũng bất thường, tiểu não vừa tiểu sản và cũng bất cân xứng hai bán cầu. Vì là trong những cái trường hợp mà lạc chỗ, tại sao tôi nhấn mạnh cái vai trò của cùng từ trong trường hợp này, vì là trong những cái trường hợp mà lạc chỗ dưới màng não thất thì nó có thể đi kèm với hơn 15-16 cái hội chứng bệnh lý khác nhau, và nó có rất là nhiều cái tổn thương đi kèm như là đau hồi não nhỏ, não ung thủy, tiểu sản tiểu não, hội chứng đầu nhỏ, các bất thường chi. Vì vậy nên là cái việc mà tầm soát các cái triệu chứng đấy là rất là cần thiết để mình định hướng xem là bệnh nhân này nó có thể hướng tới gen gây bệnh hay không. Còn nếu mà nói riêng về lạc chỗ chất xám dưới màng não thất thì cái gen phổ biến thì các anh chị đồng nghiệp đều biết rồi, gen FLNA là cái gen phổ biến nhất trong các trường hợp lạc chỗ dưới màng não thất. Để chẩn đoán lạc chỗ dưới màng não thất trên siêu âm thì cũng không có quá nhiều báo cáo đâu. Tôi xem thì năm 2013 có một cái báo cáo về lạc chỗ dưới màng não thất trên siêu âm, thì báo cáo ở trong 3 tháng giữa của thai kỳ không nhiều, và ở trên các báo cáo đấy thì đều nhấn mạnh là những cái dấu hiệu để các anh chị có thể nghĩ tới đây là một cái tổn thương lạc chỗ dưới màng não thất, khi mà mình thấy thứ nhất là thành não thất hai bên không đều này, thứ hai là có thể có cái dải tăng âm quanh não thất, thứ ba là có các cái nốt tăng âm đơn độc hoặc là nhiều nốt quanh não thất có xu hướng lồi vào trong lòng của não thất. Tuy nhiên là các tác giả cũng nhấn mạnh là với những cái trường hợp mà siêu âm mà có độ có phân giải không cao, hoặc trong trường hợp mà thăm khám nó bị hạn chế bởi những cái điều kiện là ngoại cảnh như là thành bụng mẹ hoặc là sẹo thành bụng hoặc là ngôi thai không thuận lợi hoặc là kích thước thai, thì cái việc lạc chỗ chất xám phát hiện trên siêu âm vẫn là khó và nó có thể bị bỏ sót. Cái dấu hiệu cuối cùng ở trong cái nhóm mà cần tiếp cận để nghĩ tới là có một cái bất thường hình thành trong quá trình hình thành vỏ não, đó là nốt tăng âm trong nhu mô. Tôi xin đưa ra một hình ảnh một bệnh nhân ở tuần thai thứ 27. Trên hình ảnh siêu âm thì mình thấy rất là nhiều cái nốt tăng âm rải rác trong nhu mô ở các cái vị trí khác nhau. Đây, cái nốt tăng âm dưới vỏ cạnh não thất này, ở cạnh lỗ mô vô. Và câu hỏi đặt ra là với những cái hình ảnh như vậy thì chúng ta sẽ nghĩ tới cái chẩn đoán nào? Đầu tiên là một cái sơ củ Bunnevin, thứ hai là nghĩ tới cái hội chứng u, thứ ba là một cái tổn thương chảy máu đau ổ hay là một cái tổn thương nhồi máu lan tỏa. Thì trong trường hợp này cũng là các anh chị đều sẽ thống nhất chọn cái chẩn đoán đầu tiên thôi, đó là một cái hình ảnh của một cái sơ củ Bunnevin. Sơ củ Bunnevin hay còn gọi là cái phức hợp sơ củ ấy, thì tỷ lệ của nó khoảng 1/6.000 trẻ sinh sống. Nó là một cái bệnh lý di truyền, thường nó biểu hiện sự xuất hiện các cái cấu trúc dạng u lành tính ở hệ thần kinh trung ương, tim, phổi, da. Nó thuộc cái nhóm bất thường trong giai đoạn tăng sinh tế bào có tính chất ác tính. Siêu âm, các cái nghiên cứu đều thấy là siêu âm có thể phát hiện ra tổn thương này khoảng sau 26 tuần, và có một cái chi tiết rất là thú vị về thời điểm là trước 23 tuần thì gần như là không có báo cáo nào phát hiện được những cái trường hợp
cái phức hợp xơ củ này ở trên não ở trước 23 tuần. Khi mà tiếp cận cái tổn thương này thì cái phản xạ của các anh chị khi làm siêu âm là gì? Người ta thấy là vì là phức hợp xơ củ này á thì nó thường hay đi kèm với u cơ vân ở tim. Người ta thấy khi mà các anh chị làm siêu âm tim mà phát hiện thấy một cái u cơ vân, nếu mà cái số lượng u cơ vân mà từ 2 u trở lên thì gần như là có tới hơn 90%, đang nghiên cứu người ta thấy là có hơn 90% sẽ xuất hiện, chắc chắn là sẽ có xuất hiện tổn thương phức hợp xơ củ ở trên não. Còn khi mà chỉ thấy một u cơ vân ở tim thì cái tỷ lệ đấy cũng phải là hơn 50%. Như vậy thì cái phản xạ của mình sẽ là gì? Khi mà mình làm siêu âm tim, mình phát hiện thấy một cái u cơ vân thì phản xạ của mình là mình sẽ lần ngược lại tổn thương ở trên não. Tuy nhiên là cũng các anh chị cũng cần lưu ý cái thời gian phát hiện, là ví dụ mình siêu âm tim tuần thứ 21, 22 mà mình thấy u cơ vân rồi, nhưng mà mình lên não mình chưa thấy cái phức hợp xơ củ thì mình cũng không giải thích cho bệnh nhân vội là cái trường hợp này là yên tâm không có tổn thương não, mà mình sẽ giải thích cho bệnh nhân là cái tổn thương trên não nó sẽ có thể xuất hiện, mà nếu xuất hiện thì ở những cái thời điểm mà muộn hơn, thường là như ở các nghiên cứu tức là khoảng sau tuần 23, mà chắc chắn hơn thì sẽ phải khoảng tuần thứ 25-26. Tôi xin đi đến những cái kết luận cuối cùng. Thứ nhất là siêu âm song hành với cộng hưởng từ trong các trường hợp bệnh lý thì có thể tăng độ chính xác để trong cái việc chẩn đoán, cũng như là hạn chế các sai sót trong việc chẩn đoán cái bất thường hình thành của não. Thứ hai là chụp cộng hưởng từ thai nhi thì có độ nhạy cao hơn siêu âm, kể cả siêu âm 2D và 3D trong chẩn đoán các cái bất thường của não. Và cuối cùng là các thông tin phát hiện thêm của cộng từ so với siêu âm thì có thể có vai trò trong cái việc thay đổi tư vấn quản lý thai kỳ trong khoảng 22% các trường hợp. Nó thay đổi theo cái nghĩa là như thế này: ví dụ như là trên siêu âm ấy, mình chỉ thấy phát hiện đến cái tổn thương đơn thuần thì cái dự hậu của nó mình có thể tư vấn cho bệnh nhân tương đối lạc quan, nhưng mà khi mà bệnh nhân đấy được gửi đi chụp cộng từ, các tổn thương phát hiện nó nhiều hơn, nó phức tạp hơn, thì đương nhiên là mình sẽ thay đổi cái tiên lượng, cái dự hậu, và mình sẽ phải thay đổi cái cách tư vấn cũng như là quản lý thai cho bệnh nhân. Tôi xin kết thúc cái bài trình bày của mình. Hy vọng là trong vài chục phút vừa qua thì tôi có thể cung cấp thêm là tổng hợp lại cho anh chị một số cái cách tiếp cận trên siêu âm cũng như cộng hưởng từ để các anh chị có thể tự tin hơn trong việc chẩn đoán cái bất thường trong quá trình hình thành của não, hoặc là các anh chị có một cái định hướng ban đầu và gửi bệnh nhân lên trung tâm cộng siêu âm thần kinh chuyên sâu hoặc những nơi chụp cộng hưởng từ để có thể hoàn thiện chẩn đoán. Tôi xin cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Hùng, một cái bài giảng rất là tuyệt vời, đặc biệt là những cái hình ảnh MRI nó rất là lung linh. Nếu các anh chị là cái người làm MRI hoặc là có đọc MRI thai thì các anh chị sẽ thấy là những cái hình mà phải nói là rất là xuất sắc. Hùng chỉnh những cái xung rất là đẹp luôn á. Chị cũng đã từng đi bên Áo, là cái trung tâm MRI thai đầu tiên, gọi là nổi tiếng nhất thế giới, nhưng mà hình ảnh thấy là cũng chưa chắc bằng Hùng đó, đó là sự thật. Là đề nghị Hùng là nên lưu hình ảnh lại và nên viết một cuốn sách về cộng hưởng từ thai, vì có những cái case rất là hay và cái hình ảnh là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Rất là cảm ơn Hùng đã chia sẻ một cái bài rất là hay ha.